Còn mới đây thì công an thành phố Hà Nội cũng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây làm giả giấy tờ là giấy phép lái xe, hồ sơ giấy phép lái xe quy mô lớn. Với các thủ đoạn quảng cáo giao dịch trên mạng xã hội, đường dây này đã thu lợi số tiền 20 tỷ đồng chỉ sau một năm hoạt động. Ngày 29 tháng 3, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai 12 tổ công tác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nam Định tiến hành bắt giữ khám xét tại 12 địa điểm liên quan đến đường dây làm giả bằng lái xe nêu trên. Theo đó, nhóm này đăng quảng cáo việc làm bằng lái xe trên mạng Internet và qua mạng xã hội Zalo, Facebook như Trung tâm tiếp nhận hồ sơ giấy phép lái xe, Trung tâm giấy phép lái xe Việt Thanh, dịch vụ làm bằng lái xe toàn quốc, bằng lái uy tín toàn quốc. Để che giấu việc làm giả, các đối tượng thường quảng cáo với khách hàng muốn làm bằng có chỗ làm chui, khách hàng sẽ không cần phải đi học, không cần phải đi, và chỉ cần đi thi. À, nếu khách hàng đồng ý làm thì từ 5 đến 7 ngày sẽ có bằng. Sau đó các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh chứng minh thư nhân dân, ảnh 3 x 4, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Giá bằng lái xe máy từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Bằng lái ô tô từ 2 đến 6 triệu đồng tùy theo hạng bằng lái xe từ A1 cho đến B2. Đường dây chia thành nhiều nhóm nhỏ, ước tính hoạt động hơn 1 năm, thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng.